Những tháng cực mai của 12 con giáp vào năm giáp thìn 2024, đón lọc phủ phê, thăng tiến rộn ràng. Cùng điểm qua những tháng may mắn trong năm giáp thìn của 12 con giáp, từ đó sẽ biết vận may của bạn trong năm nay rơi vào tháng nào để không bỏ lỡ những cơ hội phát triển, đón tiền về tuổi của mình trong năm mới này mỗi khi chuẩn bị bước sang một năm mới, ai cũng mong giai đoạn mới mình có thể đạt được những thành công trong sự nghiệp, có một nền tảng tài chính vững vàng, để khiến bản thân cũng như gia đình tự hào. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng đạt được điều bản thân mong muốn. Bên cạnh các yếu tố cần thiết như năng lực, kinh nghiệm, tài năng thì sự may mắn cũng là một yếu tố quan trọng làm nên thành công của mọi người thậm chí vận may trụ lớn người ta sẽ bớt phần vất vả và có thể sớm chạm tay vào cải đích cuối cùng trong năm giáp thìn 2024 này may mắn sẽ đến với mọi con giáp theo cách khác nhau việc dự đoán nhận thẳng may mắn của 12 con giáp năm 2024 sẽ giúp cho các tuổi có sự chủ động và chuẩn bị kỹ càng hơn, tránh bỏ lỡ phận may vốn được sắp xếp dành riêng cho mình. 1. Tuổi Tỷ. Tháng may mắn đầu tiên tháng 7 âm lịch. Người tuổi Tỷ được dự đoán sẽ có bước ngoặt trong con đường sự nghiệp của mình vào tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Đây vốn được coi là thản cô hồn, thản xu xẻo theo quan niệm dân gian. Song tụ tỷ vẫn sẽ có nhận tiến triển bất ngờ trong giai đoạn này. Đặc biệt với những ai đang muốn khởi nghiệp hay đứng ra kinh doanh riêng, cơ hội sẽ tăng gấp đôi, xác suất thành công lớn hơn rất nhiều. Còn giáp người tụ tỷ cần phải nhanh tay nắm bắt cơ hội này. Tuy nhiên, do hung vận vẫn trình rập, tháng này nhắc nhở những chú chuột cần phải chú ý tới giờ giấc làm việc và sức khỏe thể chất. Sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi cũng là điều kiện quan trọng để thành công. Tháng 8 âm lịch Tháng 8 âm lịch cũng được coi là tháng may mắn của con giáp người tuổi tỵ bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ trong nửa đầu năm, còn giáp này đã dũng cảm đương đầu với mọi thăng trầm để bước sang tháng 8 âm lịch. Những người tuổi tỷ sẽ có sự bước phá trong công việc và mở ra nhiều thay đổi mới. Đặc biệt, những bạn mới bắt đầu một công việc mới hay những bạn vừa thay đổi môi trường làm việc sẽ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và cấp trên bạn nên chú ý thái độ cư xử trong khoảng thời gian này, duy trì mọi quan hệ tốt đẹp với mọi người, đừng mất bình tĩnh vì những việc nhỏ nhặt và cố gắng qua đồng hơn với người xung quanh sẽ rất có lợi cho bạn trong thời gian sắp tới. 3. Tháng 10 âm lịch Những người tuổi tỷ sẽ đón vận may dòi giàu trong tháng 10 âm lịch này, đặc biệt là về phương diện tài chính, lợi nhuận của bạn sẽ rất dòi giàu Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải tuân theo các nguyên tắc trong làm ăn, tuân thủ pháp luật để tránh đi lệch hưởng vì những sự cảm dỗ của tiền bạc. 2. Con giáp người tuổi sủ Bước sang năm giáp thìn 2024 thì con giáp người tuổi sủ sẽ có 3 tháng tốt, đó là tháng 3, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Tháng 3 âm lịch Đối với người tuổi Sửu trong khoảng thời gian tháng 3 âm lịch, không khí hân hoan của mùa xuân sẽ mang tới cho con giáp này những nguồn cảm hứng dồi dào dò và nhiều ý tưởng sáng tạo hay ho. Hơn nữa, dương khí mạnh mẽ của giai đoạn của xuân đầu hè sẽ giúp cho những chú trâu luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng và dễ dàng gặp may hơn. Lúc này còn giáp người tuổi sủ không chỉ cần kiểm soát tâm lý bản thân, có sự tiết chế vừa đủ mà còn nên quan tâm tới tất cả các mối quan hệ với người khác. Bởi vì ở bên trong những người bạn tốt thật sự có thể mang lại cho bạn nhiều sự giúp đỡ và may mắn giúp bạn phát triển sự nghiệp thuận lợi hơn. Tháng 5 âm lịch, những người sanh năm sửu sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp vào tháng 5 âm lịch năm giáp Thìn 2024 thời điểm này sẽ mang lại cho bạn nhiều hào hứng và năng lượng. Lúc này, người tuổi sổ sẽ có thể gặp nhiều cơ hội trong công việc. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, bạn mệnh cũng cần chú ý giữ bình tĩnh, sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Không để bản thân quá mệt mỏi vì sức khỏe không đảm bảo sẽ khiến cho bạn mất tập trung trong năng lượng và ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Không chỉ vậy, tháng 5 âm lịch này, người tuổi sổ vẫn đón vận may tài chính rất rồi giao. Họ sẽ nhận được nhiều thu nhập bất ngờ, điều này sẽ cải thiện đáng kể tình hình kinh tế của họ. Trong tháng, người tuổi sổ cũng sẽ nhận được những lời khen ngợi, công nhận từ nhiều người, điều này sẽ khiến cho họ tự tin hơn khi đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Tháng 8 âm lịch, Khoảng thời gian tháng 8 âm lịch năm 2024, đối với những chú trâu sẽ mở ra một bước ngoặt trong con đường sự nghiệp, cả cơ hội và thách thức. Tuy nhiên, dù gặp phải những thách thức gì thì bản mệnh cũng nên giữ thái độ bình tĩnh, lạc quan, dũng cảm đối mặt và làm việc chăm chỉ để vượt qua. Nhân duyên của con dấp này cũng sẽ tăng mạnh, dự đoán sẽ gặp được nhiều người hữu duyên những người này sẽ mang tới cho con giáp này những sự ấm áp, cảm giác hạnh phúc. Con giáp người tuổi sổ sẽ nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ nhiều người trong tháng này. Điều này sẽ khiến cho bạn trải qua mỗi ngày vui vẻ hơn. 3. Con giáp người tuổi dân con giáp người tuổi dân khi bước sang năm 2024 sẽ có 3 tháng tốt đó là tháng 3 âm lịch, tháng 9 năm lịch và tháng 10 âm lịch tháng ba âm lịch. Xem tháng may mắn của 12 con giáp vào năm giáp thìn 2024 cho biết, tháng 3 âm lịch là khoảng thời gian phát triển sự nghiệp vô cùng thuận lợi đối với những chủ hộ. Công việc xuân sẻ cũng kéo theo thu nhập tăng tiến. Chẳng những thu nhập chính được đảm bảo, bản mệnh còn có thời gian làm một số công việc phụ để gia tăng thu nhập cho mình. Người tuổi này quản lý thành công công việc kinh doanh phụ của mình cũng như phải lưu ý rằng cần phải tập trung vào công việc chính. Nếu dồn quá nhiều công sức vào công việc phụ, bạn có thể gây bất mãn với lãnh đạo và các đồng nghiệp khác. Trong quá trình làm giàu, bạn cũng nên lưu tâm làm những việc đúng đắn, tuân thủ pháp luật và không khoe khoang thể hiện sự giàu có của mình trước mặt người khác, tránh việc khiển tiểu nhân ghen tị và trước hỏa vào thân. Tháng 9 âm lịch vận may tài lộc sẽ đến với người tuổi dân trong tháng 9 âm lịch vì họ sẽ đón nhận một vài cơ hội kinh doanh hứa hẹn và tìm ra được những dự án đầu tư phù hợp với bản thân. Quá trình diễn ra rất suôn sẻ, tuy không cần bỏ ra quá nhiều tiền nhưng bạn lại không gặp quá nhiều khó khăn, thu về nhiều lợi nhuận, lợi ích. Ngoài ra, người tuổi dần còn có thể nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ từ quỹ nhân trong khoảng thời gian tháng 9 âm lịch. Nhờ sự nghiệp có thêm bước tiến mới, tuy thỉnh thoảng có thể gặp một số khó khăn, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới tổng thể công việc làm ăn của bạn xung quanh bàn cũng sẽ có một số bạn bè chủ động đề nghị làm ăn, hợp tác với bạn. Bạn có thể thử một chút. Trong quá trình đó, bạn sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh quỹ giá, từ đó mở rộng tầm nhìn và nhìn thấy nhiều cơ hội tiềm năng hơn nữa. Tháng 10 âm lịch Người tuổi dần có thể nhận được một lượng tài sản bất ngờ vào tháng 10 âm lịch năm giáp thìn 2024 có thể là bất ngờ trúng thưởng hoặc thông qua các phương pháp quản lý tài chính khôn ngoan khác. Khi tài chính dòi dào dò, thì bạn phải trân trọng và tận dụng nó, trở vội tình tưởng người khác, tránh đầu tư mù quản bởi tham thì tham. Nếu bạn rất thích công việc trước mắt và đang làm rất tốt, thì người tuổi dần nên chọn gắn bỏ với nó. Vì nhìn từ góc độ công việc hiện tại thì mọi thứ đang vận hành rất trơn tru và giúp bạn có nguồn thu nhập ổn định. Bạn trở vội bỏ tất cả để khởi nghiệp. Quyết định đó không quá thích hợp trong thời điểm này. 4. Con giáp người tuổi mạo Tháng Diên Tháng 1 đầu năm là tháng may mắn của con giáp người tuổi mạo trong năm giáp thình 2024. Trong tháng mở đầu năm mới này, người tuổi mạo có thể tận dụng các cơ hội để bắt đầu công việc kinh doanh hoặc dự án đầu tư của riêng mình. May mắn đang đứng về phía bạn. Tháng 1 âm lịch bạn nên tích cực tìm hiểu các cơ hội kinh doanh, đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Khi có thái độ tích cực và thích nghi linh hoạt với môi trường chung, bạn mới có thể có được nhiều cơ hội tốt hơn. Tháng 6 âm lịch bước sang tháng 6 âm lịch là tháng quan trọng với sự nghiệp của con giáp người tuổi mão cũng là tháng may mắn trong năm. Thời điểm này, bạn có thể tận dụng được các kinh nghiệm tích lũy và các nguồn lực đang có để phục vụ cho công việc của mình, đồng thời sử dụng những lợi thế để nâng cao tầm ảnh hưởng trong tập thể. Ngoài ra còn giáp này cũng nên cân bằng công việc và nghỉ ngơi để đảm bảo hiệu quả tốt hơn. Nếu sức khỏe không đảm bảo, bạn sẽ không đủ sức để theo đuổi tham vọng của mình. Tháng chính âm lịch những người sanh năm mão sẽ có phận may tài chính dồi dầu trong tháng 9 âm lịch năm giáp thân. Tha hồ tận hưởng khoảng thời gian thịnh vượng về mặt tài lộc những chú mèo không chỉ đạt được những thành tựu bất ngờ trong đầu tư và quản lý tài chính mà còn nhận được thêm một số phần thưởng trong công việc nhờ sự chăm chỉ nghiêm túc của bản thân. Tuy nhiên, đừng bỏ bê việc chăm sóc bản thân và vùng vẹn tình cảm gia đình vì mãi mê với công việc. Tháng 10 âm lịch Tháng 10 âm lịch là tháng thăng tiễn của con giáp người tuổi mão trong năm giáp thân. Trong tháng này, những chú mèo cần suy nghĩ và lập kế hoạch cẩn thận cho con đường sự nghiệp, đồng thời cố gắng nắm bắt những cơ hội có thể giúp mình thăng tiến. Bạn cần phải bứt phá trong chuyên ngành, chuyên môn của mình, tích cực tham gia các khóa đào tạo, mở rộng các hướng phát triển cho bản thân. năm Con giáp ngươi tuổi thân Tháng 3 âm lịch Tháng 3 âm lịch năm 2024 là thời điểm vô cùng may mắn đối với những chủ rồng, đồng thời cũng là thời điểm quan trọng để hoàn thành một vài kế hoạch đầu tiên trong năm mới. Đây là tháng thể hiện sự sáng tạo và sự tự tin có thể giúp cho những chủ rồng thăng tiến trong con đường sự nghiệp. Tháng này bạn có thể thử sức với nhiều điều mới, trao dồi kỹ năng chuyên môn, nâng cao năng lực, tăng cường sự tự tin, tinh thần trách nhiệm cũng như chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp. Đồng thời, tháng này cũng thuận lợi cho việc mở rộng các mối quan hệ xã hội, tìm kiếm thêm những sự hợp tác, giúp đỡ hữu ích cho tương lai. Tháng từ âm lịch Tháng từ âm lịch cũng là một trong những tháng thịnh vượng nhất đối với người tuổi thân. Trong tháng này, những chú rồng có thể nhận được nhiều cơ hội và may mắn hơn, thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp và tích lũy tài lộc. Tháng 7 âm lịch Tháng 7 âm lịch là một trong những thời điểm gặp nhiều may mắn đối với con giáp này. Tại thời điểm tháng 7 âm lịch, việc bước ra khỏi vùng an toàn, mở rộng mối quan hệ, chủ động tiếp cận nhiều nhóm xã hội hơn và gặp gỡ những người mới quen sẽ có tác động tích cực đến con đường sự nghiệp của bạn. Tháng 11 âm lịch Tháng 11 âm lịch cũng là thời điểm tốt cho người sanh năm thân vào năm 2024 này. Bạn sẽ nhận được sự cải thiện gấp đôi về tài chính và sự nghiệp, đồng thời nên chú ý tới việc giao tiếp, phối hợp với cấp trên, đồng nghiệp để đảm bảo tiến độ công việc được suôn sẻ. 6. Con giáp người tuổi tỵ tháng giêng, người tuổi tỵ sẽ đón rất nhiều bước phát triển, có một số khởi đầu xuân sẻ trong năm 2024 này vào tháng 1 âm lịch. Tháng này thích hợp để người tuổi tỵ lên kế hoạch cho con đường sự nghiệp, cũng có thể bắt đầu một số khoản đầu tư khởi nghiệp hoặc bắt đầu một kế hoạch công việc mới. Chỉ cần bản mệnh có thể giữ được cái đầu tỉnh táo trong giai đoạn này, có dũng khí cố gắng và dũng cảm tiến về phía trước thì kết quả sẽ không quá tệ. Người tuổi tỵ cũng có thể đưa ra những kế hoạch tài chính đầu tư hợp lý. Nó cũng là một lựa chọn rất tốt nếu bạn muốn thực hiện kế hoạch làm giàu và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Nhưng bạn cần phải có một cái đầu tỉnh táo, hành động thận trọng và cẩn thận với những kẻ tiểu nhân kèn ghét. Tháng 5 âm lịch Người tuổi tỵ cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp vào tháng 5 âm lịch này nhưng cần phải chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, nếu không có thể bị căng thẳng tinh thần do áp lực của công việc dồn dập. Trong tháng này, người tuổi tỵ sẽ có sự thăng tiến đặc biệt thuận lợi trong sự nghiệp, không những đạt được kết quả tốt như mong muốn mà còn có thể thực hiện một số khoản đầu tư quy mô nhỏ với sự hỗ trợ giúp đỡ từ quỹ nhân. Nếu bạn làm tốt, bạn có thể thu được lợi nhuận rất cao. Nhưng bạn phải nhớ rằng, tiền bạc là vật ngoài thân, đừng để tiền bạc sai khiển, phải giữ tư cách đạo đức tốt. Tháng 9 âm lịch vào tháng 9 năm lịch năm 2024, vận mệnh của con giáp người tuổi Tỵ sẽ đạt đến đỉnh cao. Khoảng thời gian này thích hợp để bản mệnh đưa ra những quyết định quan trọng như ký kết hợp đồng, giải quyết vấn đề, gặp gỡ khách hàng. Bạn cần chấp thời cơ phát huy hết trí tệ và khả năng của mình, nắm bắt mọi cơ hội để mang lại cho mình nhiều thành công hơn. 7. Còn giáp người tuổi ngọ Còn giáp người tuổi ngọ khi bước sang Năm Giáp Thìn 2024 sẽ có 3 tháng may mắn, đó là tháng 2, tháng 8 và tháng 9 âm lịch. Tháng 2 âm lịch người tuổi ngọ sẽ đón vận may lớn vào tháng 2 âm lịch năm 2024. Dưới sự che chở của nhiều các tinh, thời điểm này rất thích hợp để tham gia vào các hoạt động đầu tư kinh doanh, có thể thu về lợi nhuận đáng kinh ngạc. Đồng thời đừng bỏ lỡ việc xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong môi trường công việc. Người tuổi ngọ nên tăng cường giao tiếp nhiều hơn với mọi người, tham gia các hoạt động xã giao. Điều này có thể mang lại nhiều cơ hội cho con đường sự nghiệp và cuộc sống của bạn. Không chỉ công việc tiến triển xuân sẻ mà bằng việc thể hiện năng lực bản thân còn giáp này sẽ được cơ hội cử đi công tác, ký kết hợp đồng, kiểm thêm thu nhập. Tháng 8 âm lịch Vận khí của những chủ ngựa khi bước sang tháng 8 âm lịch cũng rất tốt. Dù là công việc, học tập hay sức khỏe, bạn đều có thể có những tín hiệu tốt đẹp. Vận may cũng sẽ khiến cho con giáp này thêm nghị lực, sự tự tin để hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ khác nhau. Ngoài ra, tháng này cũng là thời điểm thích hợp để người tuổi ngọ kết bạn với người khác giới. Người độc thân có thể mong muốn tham gia nhiều hoạt động hẹn hò hơn ngoài ra bạn cũng phải chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi chỉ khi cơ thể của bạn đủ sức khỏe thì mới có thể làm được những điều mà mình muốn tháng 9 âm lịch. Tháng 9 năm lịch năm giáp thìn 2024, đối với con giáp người tuổi ngọ, có thể tập trung vào gia đình và sự nghiệp, sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Cân bằng hai khía cạnh này sẽ mang tới cho bạn tinh thần thoải mái, cảm giác hạnh phúc luôn đông đầy, duy trì được sự bình an nội tâm. Ngoài ra, nhận chủ ngựa làm việc rất chăm chỉ, tiến độ đều đặn, tích lũy ngày càng nhiều nên sự nghiệp cũng có thể phát triển tốt hơn từ đó đạt được nhiều thành tích và cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang có ý định đầu tư thì phải chú ý tới việc hoạch định tài chính và kiểm soát rủi ro để tránh những tổn thất do đầu tư nóng vội gây ra. 8. Con giáp người tuổi mùi Tháng Diên Năm 2024 là một năm quan trọng đối với những chú dê và tháng chuyển vận của bạn chính là tháng đầu tiên của năm giáp thình. Vận khí của con giáp này trong tháng tương đổi ổn định. Sự nghiệp của những người sinh năm môi sẽ được cải thiện, tài chính cũng có thể đạt được đỉnh cao mới đồng thời cũng sẽ có một số cơ hội bất ngờ đối với những người tuổi môi muốn bắt đầu một công việc mới hay muốn thay đổi môi trường hoặc ra làm riêng Tháng đầu tiên là thời điểm rất đáng để mong chờ Tháng tư âm lịch vào tháng 4 âm lịch, những người tuổi Mùi sẽ có sự nghiệp phát đạt, dù là công việc cũ hay khởi nghiệp đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Những nỗ lực đóng góp của bạn sẽ được ghi nhận và khen thưởng, tương lai sẽ rất tươi sáng. Nhưng đồng thời, bạn phải có sự khiêm tốn, kiên trì để luôn bất khả chiến bại trong môi trường cạnh tranh cao. Đồng thời, tháng 4 âm lịch cũng là tháng sáng tạo. Trong tháng này, những chú dê sẽ bùng nổ những nguồn cảm hứng mới, phát triển những ý tưởng mới và khám phá những cơ hội mới trong cuộc sống. Vận quỹ nhân của bạn cũng tăng mạnh trong giai đoạn này nên chú ý nắm bắt. Tháng 8 âm lịch, những người sanh năm mùi sẽ nhận được rất nhiều tiền trong tháng 8 âm lịch này. Dù là công việc cố định hay đầu tư, quản lý tài chính, bạn sẽ có nhận thu hoạch bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý tiêu dùng hợp lý, lập kế hoạch tài chính cho mình để tránh tiêu dùng quá mức dẫn tới hào hụt tiền bạc. Chính còn giáp người tuổi thân Tháng 3 âm lịch Người tuổi thân có thể gặp cả cơ hội và thách thức trong tháng 3 âm lịch năm giáp thân. Nhưng tin vui là kết quả sau cùng sẽ diễn ra như những gì bạn mệnh mong muốn. Dù khó khăn nhưng con giáp này sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Dựa trên kinh nghiệm làm việc, bạn có thể vận dụng trí thông minh, sự nhanh nhẹn của mình để làm việc chăm chỉ vượt qua mọi thách thức. Thậm chí con giáp này có thể đạt được sự thăng hoa mà bản mệnh không hề nhận ra, nâng cao khả năng của mình và các mục tiêu của bạn sẽ được thực hiện hóa trong quá trình này. Nếu bạn tự đầu tư hoặc bắt đầu kinh doanh nhỏ, bạn sẽ có một lượng khách hàng liên tục trong tháng này và kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần bạn luôn tuân thủ pháp luật, làm ăn có tâm thì sẽ gặp vận may, trở nên thịnh vượng hơn và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tháng 6 âm lịch trong tháng 6 âm lịch, người tuổi thân có khả năng gặp được quỹ nhân để nhận được một số hỗ trợ giúp đỡ hoặc cơ hội quan trọng trong công việc. Tuy nhiên, cũng sẽ có những kẻ tiểu nhân cố tình tiếp cận. Người tuổi thân nên tỉnh tảo phân biệt, đừng tùy tiện trao niềm tin để tránh bị lừa dối. Trong tháng này, sự nghiệp và tài chính của bản mệnh tương đối suôn sẻ. Những khó khăn gặp phải trước đây có thể được giải quyết trong tháng này. Lợi nhuận có thể đạt được mức cao hơn. Tháng 9 âm lịch sự giàu có của người tuổi thân sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 9 âm lịch năm giáp thìn 2024. Đây là cơ hội tuyệt vời để kiếm thêm thu nhập. Nếu biết nắm bắt cơ hội và dũng cảm thử thách bản thân, thu nhập của bạn có thể tăng gấp đôi nhờ những sự lựa chọn thông minh. Nhưng đồng thời bạn cũng cần lưu ý không nên quá phung phí, phải lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, duy trì cân đổi thu chi, cố gắng những khoản mua sắm không cần thiết, duy trì tình hình kinh tế được ổn định. Bạn mệnh cũng có thể tham gia vào một số hoạt động đầu tư và quản lý tài chính, nhưng làm gì cũng phải giữ một cái đầu tỉnh táo, trở nên bốc đồng, cân nhắc những kênh đầu tư khả thi. Bạn nên kiên trì, bạn có thể có thu nhập ổn định hơn. 10. Con giáp người tuổi giàu con giáp người tuổi giàu khi bước sang năm 2024 sẽ có 4 tháng tốt, đó là tháng 3 âm lịch, tháng 6 âm lịch, tháng 7 âm lịch và tháng chạp năm 2024 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, người tuổi dậu sẽ thấy vận mệnh của mình được cải thiện khi bước sang tháng 3 âm lịch, nhưng bạn không được chủ quan trong giai đoạn này nên nắm bắt cơ hội kịp thời và tiếp tục dành nhiều thời gian sức lực hơn để tận dụng vận may hiếm có này. Tuy nhiên, sự chuyển biến vào thời điểm này có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn, nỗ lực nhiều hơn, đồng thời cũng tăng cường học tập để không ngừng nâng cao chuyên môn cho mình. Sáng 6 âm lịch, người tuổi giàu sẽ gặp nhiều may mắn trong phương diện tình duyên khi bước sang tháng 6 âm lịch. Đặc biệt, mọi quan hệ vợ chồng càng thêm hòa thuận giữa sự che chở của các các tinh. Hôn nhân hạnh phúc, gia đạo êm ấm mang tới nhiều động lực cố gắng cho con dắp này. Tháng 7 âm lịch vào tháng 7 âm lịch, những chú gà sẽ có những thay đổi lớn về con đường sự nghiệp và tài lộc. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì chất lượng cuộc sống sẽ không tệ. Tâm lý của người tuổi giàu trong giai đoạn này cũng có rất nhiều thay đổi tích cực, lạc quan hơn trước, dũng cảm khám phá, không ngừng tạo ra những cơ hội tốt cho bản thân. Nhờ sự giúp đỡ từ quỹ nhân, bạn dễ thành công trong sự nghiệp và thu nhập tài chính cũng không hề kém. Tháng chạp vào tháng chạp năm nhấp thình 2024, người tuổi giàu sẽ có một số thay đổi dù trong công việc, học tập hay các mối quan hệ, hầu hết những thay đổi đó đều theo chiều hưởng tích cực. Đồng thời, chỉ cần người tuổi giàu nắm bắt cơ hội này sẽ đặt nền mỏng tốt cho trừ phát triển sau này. 11. Con giáp người tuổi tuốt Năm 2024 sẽ có 3 tháng tốt đối với con giáp này là tháng Giêng, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Tháng 1 âm lịch đối với những người sanh năm Tuất, tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024 là tháng tốt lành đối với bạn. Trong tháng này, mỗi quan hệ giữa người tuổi Tuất và những người xung quanh bạn bè, đối tác, khách hàng đều rất hài hòa, tốt đẹp. Thông qua quá trình giao tiếp, trao đổi xuân sẻ, bạn có thể cân nhắc tìm kiếm những đối tác có trí hưởng tại nơi làm việc hoặc trong các mối quan hệ xã giao để cùng nhau đầu tư và làm ăn. Đồng thời, tháng này cũng thích hợp để người tuổi tuốt hoàn thiện bản thân, học hỏi những kiến thức mới, thông qua việc tự học, cải thiện liên tục thì người tuổi tuốt có thể đặt nền tảng vững chất cho công việc và sự nghiệp trong tương lai. Tháng 5 âm lịch trong tháng 5 âm lịch này của năm 2024, người tuổi Tuất sẽ đón được một sự thay đổi hoàn toàn mới, đặc biệt là trong lĩnh vực nghề nghiệp. Đây là tháng để bản mệnh khám phá những cơ hội mới, thử thách bản thân. Bạn có thể đảm nhận những nhiệm vụ mới, thách thức lĩnh vực kinh doanh của mình hoặc học một kỹ năng mới để khiến cho bản thân tiến bộ hơn. Bằng cách làm việc chăm chỉ, thể hiện tốt, Người tổ tuất có thể nhận được nhiều lời khen ngợi công nhận hơn, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp phát triển của mình. Tháng 8 âm lịch Vào tháng 8 âm lịch, người tuổi tuất sẽ trải qua một bước ngoặt quan trọng nếu bạn đang trong giai đoạn phát triển của cuộc đời, bạn phải nắm bắt cơ hội này và đưa ra một số quyết định dứt khoát bởi vì trong tháng 8 âm lịch, khả năng phản đoán của bạn sẽ được cải thiện và sẽ đưa ra cho bạn sự lựa chọn tốt nhất cho mình. 12. Con giáp người tuổi hợi. Tháng 6 âm lịch Tháng 6 âm lịch là tháng rất may mắn cho những người sanh năm hợi. Trong tháng này, tài lộc, sự nghiệp sẽ được cải thiện rất nhiều. Công việc của người tuổi hợi sẽ được lãnh đạo nhìn nhận nên tận dụng cơ hội thể hiện hết khả năng, thấy mạnh của mình, sự nghiệp sẽ có bước đột phá lớn, vận may tài chính sẽ theo sau. Tháng 10 âm lịch vào tháng 10 âm lịch, các mối quan hệ của người tuổi hại sẽ phát triển rất thuận lợi, không chỉ đem đến cho con giáp này một tinh thần thoải mái mà còn nâng cao khả năng gặp quý nhân, quan trọng trong sự nghiệp. Những cơ hội học tập và hỗ trợ của người tuổi hại dưới sự dịu dắt của quý nhân trong tháng này đều vô cùng quan trọng cho bạn, đặc biệt là cho các mục tiêu sự nghiệp tương lai, bạn nên trân trọng và tận dụng tốt cơ hội này tháng 11 âm lịch. Người tuổi hài sẽ được dự đoán gặp may mắn về tài chính khi bước sang tháng 11 âm lịch. Tâm nhìn đầu tư của bạn rất chính xác, dù là làm ăn cá nhân hay hợp tác với người khác, bạn đều gặp may mắn, lợi nhuận liên tục đổ về. Nếu bạn có ý tưởng hoặc kế hoạch thì nên thực hiện ngay trong tháng sẽ rất sớm chạm tay tới đích thành công.